Người mà ăn nó gì mà thiếu lịch sự vậy, sợ lắm. Bị bán em em. Cho lên cái đàn thì xem thử. Có sống không ta? Hiền tác là gia vị sao thử Hiền? Nhưng mà từ hồi mở tiệm như lần đầu tiên á, người như đứa này Cái đứa luôn á. mất thử thì À rồi em. Mình nghe còn trực tiếp người làm ra tư vấn. Không là còn nó đi. Thì bởi hắn, thực sự bởi vì hắn như rưới ta sáng thì người ta phải tìm cách người ta cải thiện cho người ta đẹp. Nó đi chữa 20 triệu rồi đó. Mụn quá, da già quá mụn. Đang tư vấn lông mày, đem cái hàng lông mày của con hốt vừa mua đó ra.